cái lưu ý khi mà chúng ta xây cái tường trên cái giếng trời. Cái thứ nhất là từ cái sàn này chúng ta nên đổ một cái đà cao lên 10 phân để nó chống nứt ngay cái vị trí sàn và cái tường của chúng ta. Và nó còn chống được cái việc thấm nữa. Đó, đó là cái cách mình hay làm. Và tiếp tục là các bốn cái góc của cái giếng trời thì mình hay cấy sắt và mình đổ luôn cái trụ bê tông của bốn cái góc và bốn cái góc của trụ bê tông đấy là mình hay chừa sắt lên để mình kết nối vô cái khung bảo vệ sắt của cái giếng trời để mình hèn mình kết nối vào luôn thì lúc đấy là cái giếng trời của mình nó rất là chắc chắn và nó không có bị nứt vòng quanh cái giếng trời thì đấy là cái cách mà mình chia sẻ cho các bạn khi mà các bạn thực hiện thi công cái giếng trời